إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Trong Quran, Allah đã khẳng định rằng con người là kẻ vô ơn. Ngài phán: Innal insana li rabbihi lakanud. Quả thật con người đối với Thượng Đế của y là kẻ vong ân. Chương 100 Al-Adiyat, câu 6. Có lẽ con người dường như không ngộ ra điều này, nhưng nếu con người chịu suy ngẫm thì mới thấy bản thân mình thực sự đã rất vô ơn với Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. Con người thường oán than và oán than rất nhiều mỗi khi gặp phải những điều rủi, những điều không như ý muốn của mình, nhưng lại rất ít nhớ đến Allah Subhanahu wa Ta'ala và rất ít tạ ơn Ngài mỗi khi nhận được các ân huệ của Ngài. Khi nghèo khó, con người oán than cuộc đời khốn khổ, cùng cực. Nhưng khi phú quý sang giàu, con người lại tự cao tự đại, chối bỏ đấng đã ban phát cho mình. Khi bệnh hoạn, con người oán than cuộc đời bất hạnh, nhưng khi khỏe mạnh và an lành, con người lại quay lưng với Thượng Đế của y. Khi cơ thể bị khiếm khuyết, tật nguyền, con người oán than cuộc đời bất công, oan nghiệt. Nhưng khi cơ thể lành lặn, tốt đẹp, con người lại không biết tri ân đấng tạo hóa đã ban hình hài tốt đẹp và lành lặn đó cho mình. Khi gặp hoạn nạn hoặc những điều không như ý, con người oán than số phận đen đủi, éo le. Nhưng khi gặp nhiều, khi gặp điều tốt lành và những điều như ý, con người lại thản nhiên quên mất đấng phù hộ cho mình. Khi không có con cái, con người oán than cuộc đời đáng thương và buồn tẻ, nhưng khi con cái đông đầy, con người không những không nhớ ơn đấng ban bố mà còn lại oán than cơ cực, nhọc nhằn, đầy sự trách móc. Con người là như vậy. Con người là như thế, thường hay oán than rất nhiều nhưng hiếm khi nhớ tới Allah, ít khi biết tạ ơn Ngài. Một người đàn ông Muslim nọ, sau một thời gian cần cù và chắc chiêu, Allah đã cho anh ta trở thành một người giàu có nhất trong ngôi làng nhỏ bé của mình. Từ lúc mua được một con lừa, anh ta mới có ý nghĩ làm một chuyến đi xa cho biết đó biết đây. Anh đến một ngôi làng khác lớn hơn ngôi làng của anh. Một ngôi nhà thật đẹp và sang trọng đập vào đôi mắt của anh. Sau khi dò hỏi, anh biết được đó là ngôi nhà của người giàu có nhất trong làng. Anh bèn trở về ngôi làng nhỏ bé của mình và quyết chí làm ăn, dành dụm mong muốn xây được một ngôi nhà đẹp hơn ngôi nhà mà anh vừa trông thấy ở ngôi làng bên cạnh. Không mấy chốc, Allah đã ban cho anh ta có được tiền bạc dư dả, không những anh ta đã xây được một ngôi nhà sang trọng đẹp đẽ hơn, mà còn mua được cả đàn ngựa và cả xe nữa. Lần này anh vượt qua các ngôi làng nhỏ để đến với một đô thị lớn. Tại đây, đâu đâu anh cũng thấy những ngôi nhà đẹp và ngôi nhà nào cũng đẹp hơn ngôi nhà của anh. Anh nghĩ bụng, dẫu có lao nhọc cả quãng đời còn lại, anh cũng không tài nào có thể xây được một ngôi nhà đẹp đến như vậy. Anh bèn tiêu nghỉu, đánh xe quay lại ngôi làng cũ của mình. Nhưng rủi thay, xe gặp tai nạn, anh đành phải bỏ chiếc xe để leo lên lưng ngựa, cố gắng chạy về ngôi làng cũ của mình.
Nhưng dọc đường, vì mệt mỏi và đói lả, ngựa cũng lăn ra chết. Người đàn ông chỉ còn biết lủi thủi đi bộ về nhà. Đêm đến, giữa sa mạc, anh nhìn thấy một ánh lửa bập bùng từ xa. Anh nấn ná tìm đến và khám phá ra túp lều của một vị học giả. Vào trong túp lều, người đàn ông mới nhận ra rằng có lẽ trong đời anh chưa bao giờ anh thấy có cảnh nghèo nàn cùng cực hơn như vậy. Anh ái ngại nhìn vị học giả rồi thắc mắc. Thưa ông, làm sao ông có thể sống được trong cảnh cùng cực như thế này? Vị học giả mỉm cười đáp, Alhamdulillah, tôi bằng lòng với cuộc sống mà Allah đã ban cho tôi. Thế còn anh, dường như anh không được thỏa mãn về cuộc sống của mình cho lắm thì phải. Người đàn ông ngạc nhiên hỏi, sao ông biết tôi không được thỏa mãn? Vị học giả nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện rồi thong thả nói, tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của anh. Đôi mắt của anh cứ chạy theo giàu sang, nhưng sự giàu sang không bao giờ đến với anh. Anh hãy nhìn cảnh hoàng hôn. Anh có thấy những ánh sáng yếu ớt đang chiếu rọi trên cánh đồng kia không? Chúng tưởng mình đang soi sáng cả vũ trụ, nhưng không mấy chốc các ngôi sao mọc lên và những tia sáng hoàng hôn biến mất. Những ánh sao tưởng chúng đang soi sáng cả bầu trời, nhưng khi mặt trăng vừa ló rạng thì những ánh sao ấy cũng bắt đầu tắt ngụm. Vầng trăng sáng kia tưởng mình soi sáng cả trái đất, nhưng không mấy chốc mặt trời mọc lên và mọi thứ ánh sáng của đêm đen đều biến mất. Nếu những thứ ánh sáng kia đều biết suy nghĩ về những điều ấy thì có lẽ chúng sẽ tìm thấy nụ cười đã đánh mất. Nghe câu chuyện ví von đầy triết lý của vị học giả, người đàn ông mỉm cười, nhưng nỗi buồn vẫn còn thoáng trên gương mặt anh. Vị học giả tiếp tục câu chuyện. Anh có biết rằng sánh với tôi anh đã là vua hay không? Người đàn ông tự nhiên so sánh căn nhà của mình với túp lều của vị học giả. Nhưng đó không phải là điều mà vị học giả muốn nói đến. Rồi vị học giả cầm chiếc đèn đưa lên cao và mời người đàn ông đến gần bên mình. Dưới ánh đèn, người đàn ông Muslim kia mới nhận ra rằng vị học giả đang nói chuyện với mình là người không còn ngay cả đôi chân để có thể di chuyển một cách bình thường. Đây là câu chuyện thí dụ để cho thấy rằng con người thường như vậy đó. Con người khi được giàu có, khỏe mạnh, đạt được điều mình muốn, vẫn không biết hài lòng và thỏa mãn. Bởi vì sao? Bởi vì con người thường không nhớ Allah, đấng đã ban phát và phù hộ cho mình. Nếu con người nhớ tới Allah, y sẽ tạ ơn Ngài về những ân huệ mà Ngài đã ban cho y. Và y sẽ biết tạ ơn Ngài, và khi y biết tạ ơn Ngài thì y chắc chắn sẽ quý trọng những gì mình đang có và sẽ hài lòng và thỏa mãn với những sự an bài của Ngài. Những người Muslim, mặc dù có đức tin nơi Allah, luôn tin những gì họ có được đều do Ngài ban phát, tuy nhiên, có thể nói rằng họ ít khi tạ ơn Allah về những ân huệ mà Ngài đã ban cho họ từ chính trên cơ thể của họ. Họ hiếm khi tạ ơn Allah vì đã ban cho họ có chân tay đầy đủ, đi đứng dễ dàng. Họ hầu như không tạ ơn Ngài khi nói năng lưu loát, nghe được rõ ràng và nhìn thấy được mọi vật xung quanh mình. Có lẽ vì họ không hiểu được giá trị và sự quý báu của những ân huệ đó nên họ cảm thấy nó rất đổi bình thường. Mỗi ngày, như mọi ngày, họ đi lại bằng đôi chân của mình, cầm nắm bằng đôi tay của mình, nhìn ngắm bằng đôi mắt của mình, nghe bằng đôi tai của mình, nói bằng chiếc lưỡi của mình, ngửi bằng chiếc mũi của mình và sử dụng tất cả những bộ phận trên cơ thể của mình. Nhưng họ hầu như ít khi nhận ra những thứ tưởng chừng rất đổi bình thường ấy lại là những ân huệ vô cùng to lớn, những món quà vô giá mà Allah đã thương xót ban tặng cho họ. Trên một toa tàu đang chạy, một chàng thanh niên cứ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt rạng ngời đầy hạnh phúc. Từ lúc khởi hành, anh ta không thể rời mắt khỏi cửa sổ. Anh ta thích thú ngắm nhìn mọi cảnh vật bên ngoài. Nhìn thấy bất cứ thứ gì, anh ta cũng đều hỏi cha của mình, kia là gì, đó là gì, giống như một đứa trẻ con không hơn không kém.
Người cha ngồi bên cạnh thì cứ luôn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của con trai mình đưa ra một cách rất nhiệt tình, rất vui vẻ và không biết mỏi mệt. Có lúc chàng thanh niên đưa tay ra ngoài cửa sổ, quẩy quẩy đùa nghịch với gió. Có lúc anh ta đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi và thỉnh thoảng anh ta lại chạm vào những chiếc lá mà mình lướt qua. Một cặp vợ chồng chung toa tàu ngồi đối diện với hai cha con, cảm thấy khó chịu buông lời to nhỏ với nhau. Người vợ bảo, anh nhìn kìa, cái anh chàng đó lớn tòng ngồng vậy mà hành động cứ như trẻ con ấy, thiệt chướng mắt. Người chồng buông theo, đúng vậy, nhìn cậu ta mặt mày sáng sủa, chắc không phải thuộc dạng khờ khạo. Nhưng sao cậu ta cứ làm trò như một đứa trẻ, đúng là cạn lời. Rồi người vợ như không còn kiên nhẫn được nữa, quay mặt sang hai cha con kia, bà nói thẳng thừng với người cha. Này ông anh, con trai ông anh bị như vậy bao lâu rồi? Người cha liền hiểu được hàm ý của người phụ nữ đang hỏi mình. Ông ôn tồn giải thích. Thật xin lỗi vì cháu đã làm phiền anh chị, nhưng xin anh chị thông cảm cho. Thật ra con trai tôi chẳng bị sao cả, sở dĩ nó hành động trẻ con như vậy là bởi vì nó quá vui mừng. Hôm nay là ngày đầu tiên nó được nhìn thấy ánh sáng kể từ 20 năm qua. Cha con tôi mới từ bệnh viện trở về, thằng bé vừa trải qua một ca phẫu thuật mắt thành công. Đây là câu chuyện. Subhanallah. Chỉ khi nào con người bị lấy đi một thứ gì đó trên cơ thể của mình thì y mới biết đó, mới biết nó quý giá đến giường nào. Chỉ khi nào y không còn bộ phận nào đó của cơ thể thì y mới nhận ra mình cần đến bộ phận đó biết bao nhiêu. Bạn là người Muslim, chắc chắn bạn đã có đức tin nơi Allah. Bạn thực sự hiểu lời dạy của Quran cũng như lời dạy của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam rằng người Muslim phải nên biết thường xuyên tạ ơn Allah. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mỗi ngày mình đã nói Alhamdulillah được bao nhiêu lần để tạ ơn Ngài về những thứ mà Ngài đã ban cho bạn trên cơ thể lành lặn của bạn? Bạn có bao giờ nói Alhamdulillah vì Ngài đã ban cho bạn đôi mắt có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh trong khi đã có không ít người không nhìn thấy gì cả? Bạn có bao giờ nói Alhamdulillah vì Ngài đã ban cho bạn đôi tai có thể nghe được tiếng nói và các âm thanh xung quanh trong khi có rất nhiều người cũng có đôi tai giống như bạn nhưng không thể nghe thấy bất cứ điều gì? Bạn có bao giờ nói Alhamdulillah vì Ngài đã cho bạn chiếc lưỡi có thể nói chuyện, đọc Quran và tụng niệm Ngài trong khi có những người muốn nói vài lời cũng không thể thành tiếng? Bạn có bao giờ nói Alhamdulillah vì Ngài đã ban cho bạn chiếc mũi có thể ngửi thấy được mùi hương trong khi những người khác thì không có diễm phúc này? Bạn có bao giờ nói Alhamdulillah vì Ngài đã ban cho bạn đôi chân để đi lại và trụ vững trên mặt đất trong khi biết bao nhiêu người không thể đi đứng bình thường giống như bạn? Và bạn có bao giờ nói Alhamdulillah vì Ngài đã ban cho bạn đôi tay linh hoạt giúp bạn làm rất nhiều trong cuộc sống, rất nhiều việc trong cuộc sống của bạn, trong khi có những người gặp muôn vàn khó khăn do cục cả hai tay? Quả thật, chỉ cần kể ra những thứ ân huệ mà Allah ban cho bạn trên cơ thể của bạn thôi thì cũng đủ làm bạn mỏi mồm, mỏi miệng vì quá nhiều. Thử hỏi, nếu phải kể hết các ân huệ mà Ngài ban cho con người trên thế gian này thì chắc chắn bạn không tài nào kể hết được. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Và nếu các ngươi hỡi con người đếm các ân huệ của Allah thì chắc chắn các ngươi không thể đếm hết được. Chương 14 Ibrahim câu 34. Allah subhanahu wa ta'ala khẳng định trong kinh Quran của Ngài rằng nếu con người muốn đếm các ân huệ mà Ngài đã ban cho họ thì chắc chắn họ không tài nào đếm hết được, bởi lẽ các ân huệ của Ngài ban cho con người là vô số kể. Chẳng phải Allah đã ban cho con người trái đất làm nơi sinh sống an toàn, mặt đất bằng phẳng để đi lại dễ dàng, nguồn không khí để hít thở, cây cối, động vật, núi non, sông ngòi và biển cả để làm nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào cho con người sử dụng.
Chẳng phải Allah đã ban mưa từ trên trời xuống, làm cho những mảnh đất đã chết khô mọc ra, thảm thực vật phong phú và đa dạng để làm thức ăn cho động vật và con người. Chẳng phải Allah đã tạo ra mặt trời làm nguồn chiếu sáng và nguồn năng lượng khổng lồ cho cư dân của trái đất. Chẳng phải Allah đã tạo ra ban đêm như một tấm phủ để con người nghỉ ngơi. Chẳng phải và chẳng phải Allah đã tạo ra nhiều thứ cho con người. Quả thật, Allah đã ban cho và đã ban cho con người vô số kệ ân huệ của Ngài. Nhưng đổi lại, con người ít khi biết ơn Ngài, mà hầu như thường bội ơn Ngài bằng cách vô đức tin nơi Ngài và hành động trái lệnh của Ngài. Mặc dù vậy, Allah vẫn không bỏ mặc con người. Mỗi khi con người lầm lạc trong sự phụ ân và bất tuân Ngài, thì Ngài lại chọn một người trong số họ là một vị thiên sứ, một vị Nabi mang nguồn chỉ đạo của Ngài đến hướng dẫn họ, kéo họ trở về với lòng thương xót của Ngài. Đây là ân huệ lớn nhất trong vô số ân huệ của Allah dành cho con người. Tuy nhiên, đa số con người thay vì phải biết ơn Allah mà đáp lại ân huệ của Ngài thì họ lại thường quay lưng với ân huệ lớn lao này của Ngài. Cộng đồng của Nuh. Khi Allah cử Nuh làm vị thiên sứ của Ngài đến kêu gọi họ trở về với Ngài thì hầu hết họ đều quay lưng trừ một số rất ít. Người dân của Ibrahim, khi Allah cử Ibrahim làm vị thiên sứ đến kêu gọi họ trở về thờ phượng Ngài thì họ không đón nhận. Pharaoh và đám dân của hắn, khi Allah cử Musa và Harun đến kêu gọi hắn và đám dân của hắn trở về với Allah thì hắn và đồng bọn của hắn một mực không đón nhận, kịch liệt chống đối, thậm chí truy sát Musa và những tín đồ của người. Những người Israel, khi Allah cử Isa làm thiên sứ đến kêu gọi họ trở về với Allah thì họ đuổi cùng giết tận người. Dân Ả Rập Quraysh, khi Allah cử phái Muhammad làm vị thiên sứ mang Quran đến kêu gọi họ trở về với Ngài thì họ cũng phản đối kịch liệt và tìm cách giết hại người. Từ thời của Adam, tổ tiên của loài người, cho đến thời cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đa số con người vẫn thường vong ân Allah qua việc vô đức tin và bất tuân Allah như vậy. Như vậy, nếu ai có đức tin nơi Allah, kiên định rằng Ngài là đấng đã ban cho con người vô số ân huệ, thì họ cần phải tuân lệnh Ngài và tạ ơn Ngài thật nhiều. Họ phải tạ ơn Allah trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đối mặt với những thử thách lớn lao đầy gian khó. Họ phải tuyệt đối không oán than cho những gì không theo ý muốn của bản thân mình. Họ phải quý trọng những gì mình đang có, phải hài lòng với những sắp đặt và an bài của Allah. Họ chớ nên buông miệng cho rằng những gì họ có được từ sự giàu có, sức khỏe và những điều tốt đẹp khác là do công sức và sự khôn ngoan của riêng họ, chứ chẳng do ai cả. Họ chớ đừng giống như Korun, một kẻ giàu có bậc nhất thuộc đám dân Israel thời của Nabi Musa. Một kẻ giàu có mà Allah đã ban phát cho y được Ngài mô tả rằng chỉ đóng chìa khóa các kho tài sản của y thôi cũng đã làm nặng gánh cho bao người đàn ông cơ bắp lực lưỡng khuân vác. Đã buông lời bội ơn Allah một cách tự cao tự đại. Quả thật, ta giàu có là do sự hiểu biết của riêng ta mà thôi. Kinh Quran chương 28 Al-Qasas câu 78. Người có đức tin nào làm được như thế mới là người nằm ngoài danh sách những con người vong ơn Allah như Ngài đã phán: Innal insana li rabbihi lakanud. Quả thực con người đối với Thượng Đế của y là kẻ vong ân. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng đám bề tôi có đức tin của Ngài, luôn biết tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh. Cầu xin Allah xí xóa cho những phút giây lầm lỡ của họ khi lý trí của họ không vượt qua được dục vọng của bản thân họ. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ đám bề tôi có đức tin của Ngài luôn biết quý trọng những gì Ngài ban cho và biết hài lòng với những gì Ngài sắp đặt và định đoạt. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ và thu nhận đám bề tôi có đức tin của Ngài vào thiên đàng bằng lòng nhân từ và thương xót của Ngài. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.